Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đầu Đinh. Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cái thủ thuật khá là hữu ích. Nếu mà các bạn đang trên máy điện thoại của các bạn có nhiều ảnh nhạy cảm và video nhạy cảm mà muốn giấu đi thì hãy theo dõi video này nhé. Trước đây thì mình đã làm một cái video để hướng dẫn cho các bạn về cách để ẩn cái ảnh với cái video bằng một phần mềm rồi. Tuy nhiên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn bằng một phần mềm khác nữa, bởi vì mình thấy phần mềm này nó còn hay ho hơn cái phần mềm trước. Ok, trước tiên thì các bạn vào giúp mình App Store nhé. Sau đó các bạn tải giúp mình cái phần mềm có tên nó như thế này này. Thực ra cái phần mềm này mình download về thì nó lại là nó tên là Calculator cộng. Còn khi tìm trên này thì nó lại là một cái tên nó rất là khó tìm. Thực ra là không phải là mình tìm được phần mềm này, mà mình trong lúc mình vô tình mình tìm thì mình lướt thì mình bắt gặp phần mềm này và mình có tải về mình dùng thử và mình giới thiệu cho các bạn thôi. Thì mình sẽ để link bên dưới cái video này, các bạn kích vào download nhé. Còn cái tìm phần mềm này thì nó hơi khó đấy. Ok, mình sẽ download về cho các bạn xem này. Thì mình nói qua là tại sao mà phần mềm này mình nói là hay, bởi vì cái thông thường các phần mềm ẩn ảnh mấy cả video thì nó làm cái phần mềm kiểu như là một cái app, giống như là app mà nhìn nó rất là lạ, kiểu như là có cái chìa khóa, biểu tượng thường có biểu tượng chìa khóa, tức là nó làm cho người ta, ví dụ người ta cầm điện thoại của bạn, người ta vô tình nhìn thấy, người ta rất là tò mò và người ta muốn mở nó ra, và khi mở nó ra mà không có mật khẩu, bị mật khẩu thì người ta sẽ hoài nghi đó. Thì cái app này, thứ nhất là cái biểu tượng của nó là cái biểu tượng cái máy tính các bạn nhé, và cái chức năng giả mạo của nó là chức năng tính toán máy tính, tức là người ta có thể dùng cái app này để làm một cái máy tính bình thường thì các bạn có thể đặt nó trên màn hình thì người ta sẽ không nghĩ nó là một cái app để giấu ảnh với cái video nhạy cảm đâu, mà người ta sẽ nghĩ là à đây là cái app để máy tính thôi. Thì đấy là cái điểm rất là hay của nó. Còn hay và còn nhiều điểm hay hơn nữa thì bây giờ các bạn hãy cùng mình đi khám phá nhé. Đây là giai đoạn chính của cái app này. Đầu tiên khi mà các bạn cài, nó sẽ bắt các bạn nhập mật khẩu vào, thì ở đây các bạn ấn mật khẩu cho mình, ví dụ ở đây mình để là 12456. Đấy, sau khi nhập xong các bạn ấn vào nút phần trăm mà có cái biểu tượng chữ, có chữ đăn này, kích vào đây, nhập lại một lần nữa 123456, kích vào đăn này. Đó, ok chưa? Thì đấy là cái cách để các bạn lần đầu tiên thì các bạn phải đặt cho mình mật khẩu. Đó. Còn đây nhá, còn mình thoát ra cho các bạn, mình vào lại này. Đây, các bạn thấy không? Trên máy tính thì nó sẽ điện thoại nó sẽ biểu tượng là cái máy tính và nó có tên là Calculator cộng. Đấy, thì nó sẽ dễ cho người dùng, người ta không hoài nghi. Đó, khi các bạn mở vào phần mềm này thì nó sẽ giống như là một cái máy tính bình thường, các bạn có thể tính toán nhân 123456 đơn giản thôi, chả có gì cả. Còn khi mà các bạn muốn vào để xem ảnh với cả video nhạy cảm thì các bạn vui lòng làm như này giúp mình. Các bạn gõ mật khẩu này 123456, ấn vào nút phần trăm này. Đó, thì khi mà các bạn gõ như này thì nó mới chui vào trong cái phần ứng dụng chính của phần mềm. Giai đoạn chính của phần mềm đây. Đây là giai đoạn chính của phần mềm thì nó có các tab như là photo, movie, file, đấy. Và phần setting thì ở đây mình bị che mất rồi. Đầu tiên mình nói phần photo thì đây. Phần photo nó hai mục. Đây là các album. Đây là album đầu tiên nó tạo sẵn cho các bạn tên là main album. Và cái phần này là phần các bạn có thể tạo thêm nhiều album khác bằng cách kích vào đây. Đó, ví dụ như các bạn tạo album là đấy, bộ 1 chẳng hạn. Đấy, tạo album, và ở đây nó sẽ cho các bạn chọn một cái ảnh để minh họa cho cái album này. Ví dụ các bạn, mình chọn cái ảnh này chẳng hạn. Đó. Đây album bộ 1 thì đây. Nó sẽ cho các bạn tạo đấy, album main album bộ 1, thì các bạn tạo nhiều album ra để quản lý ảnh nó dễ dàng hơn thôi. Còn để giấu ảnh thì các bạn cũng làm tương tự. Các bạn ấn vào một album này, ấn vào phần start import này, chọn camera này. Đấy. Ok này. Đấy. Đấy. Cái này bị lỗi sao nó đẩy ra ngoài. Thì các bạn vào lại. Đây. Các bạn chọn cho mình, ví dụ mình chọn cái ảnh cái thằng đây, ảnh này đi. Cái này nó cho các bạn chọn lúc nhiều ảnh nhá, rất là tiện. Các bạn import này. Đây nhá, sau khi các bạn lấy ảnh từ trong thư viện vào thì nó sẽ hỏi các bạn có muốn xóa ảnh trong thư viện hay không. Thì chỗ này có thể các bạn hơi khó hiểu thì mình sẽ giải thích như sau. Nhưng nguyên tắc hoạt động của cái phần mềm này là nó sẽ nhân đôi ảnh và video ra. Cái ảnh ở trong album ấy của các bạn thì nó vẫn còn nguyên. Đây, mình về đây, các bạn thấy không? Nó vẫn còn nguyên. Cho nên nó sẽ hỏi mình một bước nữa là các bạn có muốn ok không? Nếu các bạn ok thì nó sẽ xóa đi cái bức ảnh, mà bức ảnh này đi, ở trong cái phần photo album đi. Đó, thì lúc này nó mới hoàn thành cái việc bảo mật cái hình ảnh của các bạn nhé. Đây, ví dụ mình tải thêm một cái ảnh nữa đi. Ví dụ mình tải cái ảnh cái thằng đang chảy đầu ấy đi. Đó, import này. Đó. Và mình nhấn OK.
cái này là cái thông báo của cái trước nha, nó phần mềm này nó bị hơi bị lỗi. Ấn xóa này. Đấy. Thì sau đó mình quay về album ảnh. Đấy các bạn thấy không, thì nó sẽ mất đi hai cái ảnh đó. Đó. Thì bây giờ cái ảnh đó không phải nó mất hẳn đâu, nó sẽ nằm ở trong cái mục xóa đã xóa trong phần đây. Nó sẽ nằm một trong mục đã xóa ở trong phần album ảnh. Thì nếu mà để an toàn nhất, các bạn vào đây các bạn xóa giúp mình đi. Đó thì nó sẽ là an toàn nhất các bạn nhá. Chú ý giúp mình điều này, nếu các bạn không xóa đi, không chọn ok để nó xóa và không xóa ở phần đã xóa gần đây thì nó sẽ không mất hẳn đâu và nó sẽ vẫn còn đấy các bạn nhá. Thì đấy, ở trên iOS thì nó bị nó cái nguyên tắc hoạt động của nó là như vậy, nó nhân đôi cái dữ liệu của bạn ra chứ nó không thể ẩn trực tiếp ở trên ứng dụng Photo Album do cái vấn đề hệ điều hành iOS các bạn nhá. Thì đấy là phần ảnh. Và phần video cũng các bạn cũng làm thế thôi. Ở đây nó hai phần chính là các album video này và các đây là các bạn tạo album mới này cũng vậy thôi. Sau đó các bạn import ảnh này thì video vào cũng thế. Đấy, ví dụ như ở đây mình import một cái video ở đây Viva video đây. Đây mình có một cái video này. Đấy, mình import vào. Đấy, thì nó cũng hỏi mình có muốn xóa hay không, mình ok thôi. Đấy, xóa. Đấy thì mình quay lại cái phần album. Đây. Thì mình quay lại cái phần album Viva video đâu rồi đây, thì nó đã xóa đi rồi, mình không còn gì trong này nữa thì nó sẽ nằm ở trong mục đã xóa gần đây các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không. Đúng. Đấy thì để vào để dùng cũng khá đơn giản thôi, không có gì phức tạp đúng không. Cái tính năng mà cực kỳ hay mình muốn giới thiệu cho các bạn đó là nó là cái tính năng đây, ví dụ nó có thể kết nối với máy tính để các bạn có thể tải ảnh từ máy tính hoặc là xem ảnh trên máy tính. Ví dụ như là các bạn đang có ảnh trên máy tính mà các bạn muốn đưa vào iPhone và giấu đi luôn chẳng hạn. Đấy, thì các bạn làm thế nào nó tiện mà không cần phải mất nhiều thao tác. Thì đầu tiên ví dụ các bạn có ảnh chẳng hạn đúng không, các bạn vào ảnh này, kích giúp mình 3 chấm 3 gạch ngang này, kích vào phần wifi upload này. Ở đây nó sẽ có một cái đường link http://192.168.1.148.12.000 này. Thì đây là cái đường dẫn mà khi các bạn dùng những thiết bị như điện thoại hoặc là máy tính khác mà trong cùng một mạng wifi thì các bạn sẽ có thể up ảnh vào đây được và xem ảnh ở đây được. Thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Ở đây mình đang có một cái máy tính này, mình sẽ mở thử luôn này. Đây. Đấy các bạn nhìn rõ, chắc không rõ lắm nhưng mình nhập thử 192 này. .168 này. .1 này. .148 này. 2 chấm này. 12.000 này. Các bạn nhập y xì nguyên cái đường link ở trên này, trên điện thoại và cho mình. Đấy như đây mình xin lỗi là mình nhập thừa một dấu chấm nên là nó không ra đây. Paste lại đây, mình thừa một dấu chấm ở đây này. Đó, ok chưa đấy? Thì các bạn thấy là ở trên này nó hiển thị cho mình là hai ảnh bị ở trong phần điện thoại mình đang có hai ảnh đúng không? Mình có thể xem, kích vào đây này. Đó, đúng không? Kích vào đây này. Đó, đúng không? Bây giờ ví dụ mình muốn tải thêm một cái ảnh lên thì mình chọn file này. Chọn file này, mình vào phần picture này. Đó, mình chọn một cái ảnh Zalo đi. Đó, mình ấn upload này. Đó thì nó cũng đưa ảnh ngay lập tức vào trong ứng dụng này và nó khóa luôn vào, rất là hay đúng không? Bây giờ mình có thể vào điện thoại mình xem này. Cloud này. Đó, các bạn thấy không? Cái ảnh đây là cái ảnh mà mình vừa tải vào đây là cái ảnh 004 này, mình kích vào đây cho các bạn xem. Đấy, giờ mình tắt nó rồi. Đây mình tắt nó rồi. Đây mình mở lại nhá. Đây. Đó, bây giờ mình quay lại xíu. Mình tải lại cái cho các bạn nhìn cho nó dễ. Đây. Mình tải cái ảnh này đi. Đây cái ảnh như này đi. Đó. Ảnh này nhìn nó dễ. Đây, ảnh chân gà đây. Open này. Upload này. Chú ý là khi các bạn tắt cái này thì nó sẽ không close vào, thì trên máy tính hay những thiết bị khác nó không vào nữa nhá. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ lập tức nó vào ảnh này luôn. Còn phần movie thì cũng như vậy thôi, đơn giản thôi, vào phần movie này. Ấn vào phần ba gạch này. Wifi upload này. Đó, kích vào đây. Ở đây trong này nó có một sẵn một cái movie là movie mình vừa đưa ra cho các bạn đấy, thì trên này không xem được trực tiếp các bạn nhé, mà nó sẽ tải xuống riêng phần movie nó sẽ như vậy. Kích vào đây upload này. Ở đây mình sẽ thử cho các bạn một cái movie, một cái video mình có sẵn đây. Video này đi, mình làm sẵn rồi, ấn vào đây. Upload này. Thì các bạn chờ thì nó sẽ đẩy ảnh vào trong cái phần điện thoại của các bạn, rất là hay luôn. Cloud, xong rồi đấy. Cloud này. Đây. Đó. Thì đây là cái tính năng của mình thấy cực kỳ hữu ích, bởi vì các bạn ngoài cái việc các bạn lưu dấu ảnh ở trong phần album photo của điện thoại ra thì iPhone ra, thì các bạn có thể có nhu cầu đưa những cái ảnh từ những cái điện thoại khác hoặc máy tính khác vào trong và ẩn luôn đi, thì cái phần mềm này rất là hay luôn. Đấy. Và cái tiếp theo là cái phần setting, thì nó các bạn có một vài setting các bạn cần
ở trong này, nhưng mà các bạn chỉ cần chú ý đến cho mình cái phần reset passcode này. Đó, thì trong phần này các bạn có thể đổi mật khẩu, ví dụ như là mình đổi thành 159 chẳng hạn. Đó, 159. Đấy. À đây, nó bảo mình nhập mật khẩu cũ, mình xin lỗi, 12456. Ok. Đấy, bây giờ mình nhập mật khẩu mới này. 12345678 9 chẳng hạn. Ok, nhập lại. Đấy, thì phần này là phần đổi mật khẩu thôi, chả có gì cả. Không có gì phức tạp cả. Đấy, phần file. Phần file này là những cái phần ghi âm. Ghi âm ở trong máy tính. À, mình xin lỗi, trong điện thoại. iPhone. Đấy. Phần ghi âm này thực ra thì nó cũng cơ bản, nó giống như những cái phần ảnh và phần đây. Đấy, nó cũng có phần wifi. Đấy, và phần nó cũng có phần wifi. Thì cái phần ghi âm này thì mình không nói nữa, bởi vì thực ra là cái ghi âm này mình nghĩ các bạn cũng không dùng đâu, và mình cũng không nói thêm vào vì nó cũng đơn giản để sử dụng, để tránh nói dài, để làm nói nhiều quá làm dài cái video. Thì cái hướng dẫn của mình đến đây là có một điểm mình xin lỗi, mình quên là rất tiếc là cái phần mềm này nó không cho phép các bạn mở vân tay. Đó là một điểm mà mình thấy nó hơi đáng buồn, bởi vì là mở vân tay hoặc là khuôn mặt thì nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta truy cập vào app này mà không cần phải nhập mật khẩu. Đấy. Thì mình tổng hợp lại một xíu là đây là cái phần mềm giấu video và giấu hình ảnh. Đấy, nó ngụy trang dưới dạng là một phần mềm máy tính. Và cái máy tính này các bạn có thể sử dụng được như bình thường, tránh sự người ta cũng khi nhìn vào phần mềm này thì người ta không nghĩ nó là phần mềm chứa video và ảnh nhạy cảm đâu các bạn ạ. Thế nếu trong quá trình thực hiện các bạn có gì khó khăn thì cứ để lại bình luận ở bên dưới video này, mình sẽ hỗ trợ nhé. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích thì đừng quên ấn like, share và cho mình một subscribe để mình có thêm nhiều động lực ra thêm video hơn nữa các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần tới.